Vâng, chắc sau khoảng 3 ngày họ xử lý, xong cái khu vực siêu thị Co.op thì họ bây giờ họ họ đã mở cửa trở lại này. Đó. Dừng hoạt động phun khử khuẩn thì sáng nay, có thể là ngày hôm qua nhưng mình không gặp, thì tạm thời là siêu thị Co.op đã mở cửa hoạt động trở lại, tạo cho bà con có một cái điểm mua